thay đổi nào đang đến với bạn. Mình sẽ chia thành hai nhóm khác nhau, tượng trưng cho hai luồng khí nha. Nhóm 1, nhóm 2. 1, 2. Các bạn chọn tụ ha. Chọn tụ bài, chọn nhóm bài nha. Rồi mình vô. Đầu tiên tụ 1 có gì? Tụ 1 á, thay đổi sẽ đến với bạn là bạn sẽ thông minh, sáng suốt, nhạy bén hơn. Bạn hiểu về những cái ha, cái hành động, cái ứng xử, lời nói xung quanh, mình thiếu sót ở đâu, mình cần bổ sung chỗ nào, bạn sẽ hiểu biết rõ ràng hơn. Và bạn tự tin hơn. Và bạn dám quăng mình ra ngoài kia, bạn dám thử sức công việc của mình hơn. Và cái số 1 cũng là cái số tiên phong bạn ha. Các bạn chọn nhóm 1, tụi 1 nè ha. Và các bạn cũng thích ổn định. Mà mấy lâu nay bạn thích ổn định nó quá lâu rồi, thế nên còn cái sự thay đổi ha mày. Và bạn dám nói lên tiếng nói sự thật ha. Không còn phải quá là giữ mình nữa trong cả cái khuôn khổ nữa nha. Và bạn sẽ dùng những cái hoạt động thể chất rất là nhiều, những vật lý như thế này ha, để mà kích hoạt luôn sang số 2, luôn sang sáng tạo nha. Và bạn sẽ lắng nghe tiếng nói bên trong, bạn tôn trọng bản thân mình nhiều hơn, hơn là hướng ra bên ngoài, hơn là sống vì người khác, hơn là bạn sẽ tâm linh nhiều hơn ha. Tâm linh thì bạn cân bằng giữa vật chất và tâm linh luôn ha. Đây. Và có một nghịch lý, hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi, chứ không phải là nắm giữ thật chặt. Cái nắm giữ ở đây chỉ là nắm giữ cái sự cố chấp của bản thân bạn thôi, chứ cái này không phải là cho đi cái gì cả ha. Nắm giữ cái cố chấp, cái vòng tròn an toàn của bạn quá lâu rồi ha. Bạn còn phải thay đổi nó đi nha. Rồi. Thì khi đó sự sung túc đầy đủ sẽ đến với bạn ha. Đến tổ 2, nhóm 2, các bạn còn phải thoát ly ra một hoàn cảnh nào đó không còn phù hợp. Nếu như đang trong quan hệ tôi sẽ độc hại, trong quan hệ mập mờ, quá mệt mỏi, dây dưa từ ngày này qua tháng nọ, bạn còn phải tập trung bản thân mình, quay về bên trong mình nhiều hơn nha. Và khi đó bạn, một bạn sao Mây đến sẽ chữa lành cho bạn nha. Và bạn còn phải kết nối với mặt trăng rất nhiều. Bạn thấy tổ 2 sẽ tâm linh nhiều hơn ha. Kết nối với mặt trăng bằng cách là cầu nguyện nhiều hơn ha. Và bạn còn phải biết sự còn phải tha thứ cho đi. Cho đi ở đây chính là tha thứ bản thân mình và cho đi cái, cho phép cái sự xui rủi không tốt được ra đi khỏi cuộc sống của bạn. Bạn đó gọi là cho đi, cho phép ra khỏi đi ha. Và bạn tha thứ những ai mà mài từng cái tổn thương cho bạn. Và bạn cần dùng nước ở đây nha. Nước cũng liên quan đến trực giác rất là nhiều. Nước liên quan đến trực giác quá nhiều luôn nha. Ra là tổ số 2 mình thấy cảm giác là bạn phải còn đứng lên, mạnh mẽ lên, vươn về phía trước ha. Kinh nghiệm chính là người thầy, mà người thầy này không bao giờ nói trước cho bạn biết là bài học tiếp theo là gì, cho nên ra là có nhiều điều bất ngờ sẽ đến với bạn lắm nha. Bạn cứ cố gắng ha, là làm chủ bản thân mình ha.